Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay Bảo Khánh sẽ chia sẻ với quý khách các vật phẩm phong thủy mang lại sinh khí cho lãnh đạo. Thứ nhất, nên đặt một quả cầu phong thủy bằng thạch anh tại phương vị Đông Bắc hoặc tại phương vị Tây Nam so với trung tâm của bàn làm việc. Cầu thủy tinh sẽ giúp tăng thêm lòng hăng say công việc và sự minh mẫn cho sếp. Thứ hai, đặt bình long công hòa hợp đặt trong phòng làm việc sẽ tạo ra sự uy nghi, sang trọng và mang lại vượng khí cho công danh sự nghiệp. Thứ ba, có thể dùng tháp văn xương đặt trên bàn, mang ý nghĩa cầu mong trí tuệ thông minh, là biểu tượng linh thiêng của trí tuệ, phát triển công danh sự nghiệp hanh thông. Ngoài ra, nó còn có khả năng ngăn ngừa khí xấu. Bên cạnh đó, khi chọn vị trí văn phòng làm việc của sếp, cần tránh những nơi hay phải kiêng kỵ như đình chùa, miếu mạo hoặc các bãi tha ma, bệnh viện, nhà giam hay tòa án. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về các vật phẩm phong thủy.